Phiên hôm nay em có chuồng tím đen nụ này cả nhà ơi, còn có quế trắng tháng 8 với kiều tím đen nụ nữa. Cả nhà mình theo dõi hết phiên nha. Rồi mẹ đầu tiên này cả nhà ơi, phi điệp tím nó đã qua mùa hoa rồi, bây giờ đang lên một cái mùa mầm xanh đẹp lắm, anh chị nhà mình sưu tầm nha. Mẹ D1 này 150 ngàn cho một chậu, em đang có hai chậu, chậu này cũng đều như nhau hết nha. D2 phi điệp tím luôn cả nhà ơi, giờ này thì đang có nụ luôn ha. Anh chị nhà mình sưu tầm dòng này hoa thơm, thân này đang còn xuống lá để chuẩn bị cho hoa nữa đó cả nhà, mầm gốc lên khỏe luôn rồi. Mẹ D2 190 ngàn, anh chị nhà mình gộp đơn nha, cước chỉ 30 ngàn thôi cả nhà. Rồi tiếp theo này em có kiều tím rừng Cờ Bang Gia Lai khu vực chỗ em nha. Mùa này cây đang lên một cái đợt mầm rất là xanh khỏe như thế này, anh chị nhà mình thấy không ạ? Phân bón đầy đủ luôn rồi. Cả nhà mình về chỉ việc tưới nước và chăm sóc thêm thôi. Mẹ D4 này 260 ngàn. D4 260. Rồi tiếp theo D5 này cả nhà ơi, giờ này thì xum thân hơn ha, 320 ngàn. Kiều tím rừng Cờ Bang Gia Lai. Em còn có giò ghép gỗ đang có nụ nữa đấy cả nhà. Trời ơi cái lượng mầm tơ lên đã không? Đang lên mầm mà còn có nụ nữa. Đây nè, đang có nụ nha, anh chị nhà mình sưu tầm về chơi hoa đi. Mẹ D6 nè, giò này 550 thôi cả nha. Ghép cái đế băng như thế này rất là tiện luôn, anh chị nhà mình có thể để bàn nha. Đây nè, quá trời mầm tơ luôn. Rồi tiếp theo em có huyết nhung ghép gỗ nha. Huyết nhung dòng này thì cực kỳ hiếm hàng luôn cả nha ơi, hoa của nó rất là rực rỡ, vài hoa dài và hoa còn phân nhánh nữa nha. Mẹ D7 nè, 750 ngàn cho giò này. Cây đang đi ngọn vươn ra rất là xanh khỏe nha cả nha. Ghép gỗ thuần lâu năm rồi, phân bón đầy đủ, về chỉ việc chăm sóc tưới nước thêm thôi cả nha ơi. Rồi huyết nhung chậu em cũng có nè, mẹ D8. Mẹ này ghép tròn đều quanh cái đế gỗ như thế này thì nhiều lan nha anh chị nhà mình. Mẹ D8 490 ngàn cho giò này. Đang đi lá ngọn đẹp lắm cả nha. Nè đó, hàng rừng thì mình khai thác về nó có một số lá chân thôi, nhưng mà không vấn đề gì nè, mình nước non đầy đủ, cây đi lá ngọn rất là xanh luôn rồi. Hoa lan hồng nhạn một giò ghép tròn nè, đó ghép tròn lên nền đế gỗ nè, anh chị nhà mình sưu tầm D9 380 ngàn, giá rẻ quá cả nha. Rồi hoa lan tam bản sắc, trời ơi giò này đẹp quá cả nhà ơi, tròn đều quanh một cái đế gỗ như thế này luôn, không nhìn thấy cái đế gỗ luôn nữa cả nha. Rễ thì chi chít như thế này rất là khỏe nha, dòng rễ gió rất là khỏe luôn. Mẹ D10 390 ngàn, dòng này hoa thơm lắm cả nhà ơi. Tiếp theo nè, D11 em có giò này to hơn, anh chị nhà mình án chân với người em nha. Mùa này nè, cây đi lá ngọn xanh nhìn rất là thích mắt luôn. Mẹ D11 480 ship chỉ 30 ngàn thôi, anh chị nhà mình gộp đơn nha. Rồi em đang còn một cái giò quế tím ở dưới này, em bán giá sale luôn cả nha. Những cái vòi hoa này thì nó nở một thời gian rồi, khi đóng hàng em sẽ cắt đi nha cả nha. Mẹ D12 này 280 ngàn cho giò này. Đó, một giò ghép gỗ có phân bài bản luôn rồi, giá 280 quá ok luôn ạ. Rồi quế trắng tháng 8, hàng rừng Cờ Bang Gia Lai khu vực chỗ em cả nhà, dòng này thì hoa rất là thơm, anh chị nhà mình nên sưu tầm nha. Đây nó đang có nụ nè, đang có nụ luôn. Giờ này anh chị nhà mình sưu tầm. Mẹ D13 340 ngàn thôi cả nhà, đang có nụ 340 nha. Giò lớn hơn nè, giò này thì lớn hơn, D14 570 ngàn. Đây nè cả nhà, vòi nụ nè, hoa màu trắng và hoa rất là thơm nha cả nhà mình. Ghép gỗ nè, bộ rễ thuần khỏe luôn rồi. Rồi tiếp theo em có ghép ghép chậu nữa nha, thuần chậu nữa nè. Mẹ D15, giò này 520 đều đang có nụ cả nha, đều đang có nụ, em đã thấy nụ từ nách lá rồi nha. Mẹ nào có nụ em sẽ báo có nụ cho anh chị nha mình. Em còn một chậu nữa thôi. Mẹ D16 nè, 520 ngàn. Đó, anh chị nhà mình sưu tầm cái hàng rừng khai thác rừng thì anh chị nhà mình lưu ý giúp em nha. Nó sẽ có một cái số lá chân như thế này, nó không tránh khỏi đâu cả nha. Về mình nè, nước non đầy đủ nè, cây đi lá ngọn rất là xanh luôn rồi, không phải lo lắng vấn đề gì. Em đã phân bón sẵn luôn rồi, về chỉ việc tưới nước để bàn. Cả nhà mình tưới nước đi một thời gian nữa cả nhà, chơi hoa thôi, cây đang nụ rồi nha. Đây cả nhà ơi, hoa lan chuồng tím, trời ơi nụ này cả nhà ơi. Đó, anh chị nhà mình sưu tầm giò chuồng tím này, cây khá là to đó cả nhà. Cây to này cả nhà mình án chân với người em nha. Mẹ chuồng tím D17 950 ngàn cho giò này. Một giò tròn đều luôn cả nhà, mình nhìn thấy bộ rễ là biết cây thuần lâu năm rất là khỏe luôn rồi. Hoa lan bạch nhạn đang có nụ luôn. Giò này thì em ghép tròn đều quanh một cái đế gỗ nè, quả trời lan trên này luôn nè. Anh chị nhà mình sưu tầm mẹ D18, giò này có giá là 1.350.000 ngàn. Những cái giò to như thế này cước vẫn 30 ngàn thôi cả nha. Đó, bạch nhạn thì hoa thơm, mà mặt hoa thì thực tế như thế này, hoa trắng và cánh sẽ hơi phớt hồng. Giò này thì em ghép tròn đều quanh một cái đế gỗ nhiều lan lắm cả nha.
bài bản lắm ha. Và anh chị nhà mình sưu tầm hàng rừng lưu ý giúp em nha, nó có một số lẽ chung như thế này thôi, nhưng mà em sẽ không vặt bỏ đi, nó sẽ trống cây đó về mình nè. Nước non đầy đủ, cây đi lá ngọn rất là xanh luôn rồi, rễ ổn định, cây thuần bên vườn em hơn một năm rồi nha, anh chị nhà mình sưu tầm đi. Rồi bạch nhạn này em có giá này khủng lắm cả nha, mã D19 này, mã này có giá là 3.350.000, 3.350.000 nha. Đây nè, vòi hoa rất là dài, những cái form cây to như thế này nó cho hoa đẹp lắm cả nha, nó cho hoa đẹp nha. Anh chị nhà mình nè, nhìn cái cây trước này nè, riêng một cái cây này nó mấy vòi hoa cả nha, nó đến 5 vòi hoa và vòi hoa rất là dài luôn. Anh chị nhà mình sưu tầm cái giò này nó to lắm nè, đó, một ôm không hết luôn cả nha, mình án chân với người em nha. Cây thì đang đi lá ngọn rất là xanh, rễ khỏe nè, đang có nụ luôn rồi, không phải lo lắng bất cứ vấn đề gì ha. Cả nhà mình yêu thích mẹ nào thì nhắn ngay cho bên em nha.